Và khi mà Henderson nâng cúp thì ca khúc A Sky Full of Stars của Coldplay, bầu trời ngày hôm nay là những ngôi sao của Liverpool. Chúc mừng Liverpool, nhà vô địch Hoàng Anh mùa giải 2019-2020, 30 năm chờ đợi, 30 năm của những đau khổ, của nước mắt, của những vấp ngã, của sự đứng dậy. Và ngày hôm nay là nụ cười chiến thắng. 30 năm một đời người của những thế hệ khác nhau, nhưng vẫn yêu một màu đỏ ấy. Và màu đỏ ấy ngày hôm nay là màu đỏ của nước Anh, màu đỏ của thành phố cảng Liverpool, với những sự chia sẻ đến từ những cổ viên trên khắp nơi, cả ở nước Anh và cả thế giới nữa. Người ta đã phải chờ đợi khoảnh khắc này quá lâu. Những cảm xúc, những thất bại, những giọt nước mắt, nhưng tất cả đã có ở đây ngày hôm nay. Danh hiệu vô địch giải bóng đá ngoại hạng Anh dành cho câu lạc bộ Liverpool lần đầu tiên trong lịch sử, và danh hiệu vô địch nước Anh lần đầu tiên sau 30 năm. Một cảm xúc vô cùng ngọt ngào. Và để khép lại chương trình ngày hôm nay thì chúng tôi sẽ mượn một câu nói của Jurgen Klopp trước trận đấu này. Ông ấy nói rằng ngày hôm nay là một ngày trọng đại, là một ngày quan trọng bậc nhất đối với thành phố Liverpool, nhưng không phải là ngày quan trọng cuối cùng của chúng ta. Chúng ta sẽ chờ đợi xem Jurgen Klopp có rơi nước mắt trong ngày hôm nay hay không. Còn rất nhiều cổ viên Liverpool chắc chắn sẽ rơi nước mắt với hình ảnh này, chắc chắn là như vậy. Đây chỉ là điều bắt đầu thôi. Jurgen Klopp nói rằng chúng tôi sẽ ăn mừng chiếc vô địch này trong vòng 1 năm, và thậm chí là nhiều hơn như vậy. Cảm ơn những khán giả đã theo dõi trận đấu ngày hôm nay giữa Liverpool và Chelsea, đã nán lại cùng chúng tôi để theo dõi khoảnh khắc nâng chiếc cúp vô địch này của Liverpool. Mùa giải này chưa khép lại, vòng đấu 38 vẫn còn. Liverpool vẫn còn những cột mốc để chinh phục về điểm số, về số trận thắng. Và tất nhiên vẫn còn những cuộc đua khác mà chúng ta vẫn chờ đợi vào lúc này. Cuộc đua cho tấm vé dự Champions League, Europa League và cả một suất ở lại Hoàng Anh nữa.